Nè, anh vừa mới thở cái gì đấy? Hôm trước á, lúc mà anh say á, tôi á, cái ngọn đồi đó đó, nhiều gió lắm anh biết không? 야, 너 그만 마셔라. 많이 취했다. 아씨. 엠비디어. 그거 마시면 우리 사귀는 거다. 안 마시면. Thì là không có gì hết. Thì tức là cho đi luôn. Cho đi luôn. Rồi. 가버렸어. 넌 이게 말이 된다고 생각하니? 딱 좋아. 아, 심심하다. 아, 혼자니까 더 외롭다. 야, 이렇게까지 말하는데 어떻게 연락하냐? 그치? có một người từ rất lâu rồi không yêu và cũng không được yêu, mà hình như là do tôi nên người ta mới bị như vậy. Dù là đã muộn rồi nhưng mà tôi vẫn muốn có thể giúp người ta sống tốt hơn, dù chỉ là một chút thôi. Vậy là bà thích cậu ta thiệt rồi. Ừ, tôi thích cậu ta thật rồi. Và từ rất lâu rồi. Na 요즘 심심해. 원래 남자의 삶은 고독한 법이야. 난 지금까지 심심해 본 역사가 없어. 그게 왜 그런 줄 알아? 응? 나쁜 일 있으면 같이 걱정하고, 어? 좋은 일 있으면 같이 기뻐해주고, 그런 사람이 없어져서 그래. 응? 원래 이 애정은 강도가 아니라 빈도야. 뭐야, 불안하게. 어, 형, 이거 봐봐.
이게 다 뭐냐? 그 토일렛. 찌마이. 그 기사 덕분에 형 지금 한류 스타에서 우주 대스타로 인기 급상승. 어? 실시간으로 지금 팬레터 선물 막 쏟아져. 지금 회사에서도 듣고 싶대. 야, 그 매니저한테도 팬이라고 누가 주던데? 진짜? 누가? 도대체 왜? 내가 살면서 가장 잘한 일 중에 하나가 널 만난 거야. 시간을 돌려도 난 다시 너 만나러 간다. 내 길고 긴 인생에서 가장 오래된 친구. 현재는 나의 최고의 매니저. 김현에게. 형, 근데 나 형 매니저 한 지 별로 안 됐는데 가장 오래된 친구? 걘 지금 어디서 뭐하고 있나? 보고 싶네. Mới ngày nào còn thề thốt với tôi là sẽ hy sinh cả tánh mạng để mang những cái tin đặc biệt về đây. Vậy mà bây giờ để tuột mất con mồi khỏi tầm tay là sao? Em xin lỗi. Cử em sang Hàn Quốc là để em tìm hiểu đằng sau câu chuyện của Jin. Vậy mà cuối cùng em lại bảo vệ cậu ta. Em biết. Nhưng mà người ta cũng là người tốt. Thì làm sao mình có thể hủy hoại cuộc đời của người ta được, đúng không chị? Nghệ sĩ cũng là người, em cũng là người mà. Em nghĩ làm vậy là giỏi sao? Nhưng mà phóng viên tụi mình không phải là những người làm cầu nối giữa sao và fan hâm mộ à chị? Thôi cúp máy đây. Nói chuyện với em một hồi chắc tôi lên trang bìa gì xỉu do chết mất. Gì thì gì chứ. Cũng may phản ứng bài báo của khán giả lần này khá tốt nên tôi bỏ qua. Hiểu ý rồi thì mau mau sang tin đặc biệt khác về đây. Vâng, em sẽ mang tin đặc biệt về. Dù chưa thể sánh với mình, nhưng rồi con bé cũng sẽ trở thành một phóng viên giỏi đây. Dù là thời gian ngắn, nhưng có quá nhiều kỷ niệm. Chúng ta chuyện như đã mong chờ từ muôn kiếp. Ngay lúc này mình lại cùng nhau viết tiếp. Em chẳng dám nói trước điều gì. Vậy nhưng giờ đây ít nhất đã thôi. Bây giờ tôi có thể tha thứ cho người ấy được chưa? Sao 멘트가 아주 끝내줘. 아, 이거 대답 잘해야 돼. 이렇게 잔소리 들을 날도 얼마 안 남았다. 아유, 또 그 소리. 은퇴는 못 넘어 은퇴야. 어? 그 단어 입에서 또 한번 꺼내기만 해. 더는 욕심 없어. 그냥 처음부터 바랬던 거는 적어도 내 팬들한테만큼은 내가 직접 얼굴 보고 내 목소리로 작별 인사 하고 싶었던 것뿐이니까. Nói dối. Thật ra là anh không muốn giải nghệ đúng không? Đồ nói dối. Nha. 너 지금까지 어디 있다 이제 이제 나타나. 안 biết đây là gì không? Hoa sen trăm năm chỉ nở một lần thôi đấy. Anh biết ý nghĩa của nó là gì không? 알지. 왜 모르겠어.
mong may mắn đến với người. Anh cố gắng lên. 내가 진짜 할 수 있을까? Chắc chắn là anh sẽ làm được mà. TV에서 많이 봤어요. 왜 그래요? 어디 아파요? 안 변했어. 변해요? 삼촌 잘 변하는 사람이에요? 변신 로봇처럼. 삼촌이 원래 되게 잘 변하던 사람이었어. 엄마가 그랬는데요. 여자는 마음이 변하지 않고 평생 한 여자만 사랑해주는 남자를 만나야지 행복하다고 했어요. 자주 변한다니까. 삼촌은 내 스타일 아니네. 맞아요. 염색은 안 돼. không có mình. Anh ấy cũng không sao rồi. Tôi cũng thuộc về phe của anh. Hai chúng ta sẽ là một cặp đôi bá đạo. Để 세계를 누구에게 보여준 것도, 내 세계를 보고서 고개를 돌리지 않은 것도 다 네가 처음이야. 너랑 같이 있으면 나 좀 더 나은 사람이 되는 것 같아. 우린 아마 아주 멋진 한 쌍이 될걸. 너 몇 년이 해 나이 liệu có ổn không anh? (목소리) 앞으로도 내 편해줘. 나 대신 화내주고 이제껏 본 것 중에 가장 행복해해줘. 어때? 근사하지? 내 옆에 있어. 너 누구야? 야. 내가 너에 대해서 좀 알아야겠다. 너, 나 보는 게 소원이었다고 했지? 그 소원 내가 이뤄줄게. 너랑 나 앞으로 자주 보게 될 거야. 네가 어떤 사람인지 và đó là điều mà tôi cảm thấy chân quý nhất ở anh. 나한테도 귀해. 아주 오래전부터 귀한 사람이었어. Mong may mắn đến với người.